Congo sẽ ký hiệp ước hòa bình với M23 vào ngày thứ Hai, tin từ Paris. Ngoại trưởng Raymond Tshibanda đã nói với báo chí ở Paris là Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ ký hiệp ước hòa bình với M23 vào ngày thứ Hai. M23 tuyên bố sẽ giải trừ vũ khí, theo đuổi đàm phán hòa bình sau khi bị quân đội đánh bật khỏi làng Sanju và Runjoni trong sáng ngày thứ Tư. M23 là nhóm loạn quân người Tutsi lớn nhất ở miền đông Congo. Hàng triệu người đã chết vì bạo động, chiến tranh, bệnh tật và đói khát tại miền đông Congo từ các năm 1990 đến nay. Các nhóm loạn quân được ngoại quốc yểm trợ đã liên tiếp đứng lên để mong có thể kiểm soát vùng đất trù phú như mỏ vàng, mỏ kim cương và mỏ thiết. Mặc dù M23 đã bị đánh bại nhờ Liên Hiệp Quốc thành lập trung đoàn can thiệp yểm trợ cho quân đội Congo, nhưng các nhà phân tích cho rằng việc bình định vùng đông Congo còn gặp nhiều thách thức, trong vùng còn nhiều nhóm loạn quân khác. M23 đã cầm súng đứng lên trở lại trong năm ngoái, sau khi Hiệp ước Hòa bình năm 2009 đổ vỡ. Ngoại trưởng Tshibanda cũng nói rằng Uganda đã xác nhận hiện đang cầm giữ ông Sultani Makigan là chỉ huy trưởng của loạn quân M23, tuyên bố ông Makigan sẽ phải trả lời trước công lý đối với tội ác chiến tranh. Không có thể ân xá cho những người phạm các tội ác chống nhân loại, hãm hiếp, vi phạm nhân quyền, chiêu dụ trẻ em cầm súng.